Thưa quý vị, để chăm lo sức khỏe cho người dân, bên cạnh nguồn đầu tư công, từ lâu Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa y tế nhằm thu hút thêm nguồn lực cho lĩnh vực này. Xã hội hóa y tế tức là vừa huy động các cá nhân tổ chức tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế, đồng thời các cơ sở y tế công lập cũng tham gia xã hội hóa bằng cách thực hiện các dịch vụ y tế chất lượng cao theo yêu cầu của người bệnh. Có thể nói, sự chung tay của cả nước và xã hội trong lĩnh vực này được nhận định sẽ góp phần nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Và tại Bà Rịa Vũng Tàu, những thành công bước đầu trong việc xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Lê Lợi đã minh chứng cho tính đúng đắn của chủ trương này. Khi biết thông tin Bệnh viện Lê Lợi thực hiện phòng khám chuyên gia do chính các bác sĩ ở các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp khám, bà Đinh Thị Hoảng ở phường 7 thành phố Vũng Tàu đã chọn nơi đây để khám chữa bệnh thay vì phải lên thành phố Hồ Chí Minh như trước. Được các chuyên gia bác sĩ có chuyên môn khám bệnh ngay tại địa phương là điều những bệnh nhân già yếu như bà Hoảng rất phấn khởi. Bệnh viện có cái dịch vụ này, tôi nghĩ là cái đó là cái bước đột phá của cái bệnh viện này. Ở đây là có thời gian để hỏi bác sĩ giải thích, bác sĩ trả lời. Thì cái đó tôi cho là giải quyết được cái thêm một cái phần nữa là cho bệnh nhân là nó yên tâm. Phòng khám chuyên gia được Bệnh viện Lê Lợi liên kết với các bác sĩ bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai từ đầu tháng 6. Phòng tổ chức khám bệnh các chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch, cơ xương khớp, gan thận vào 2 ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần do chính các bác sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thăm khám, chẩn đoán, hướng dẫn điều trị. Trước đi thì nói thật với cháu là đi vất vả lắm, đi xe này, thế rồi không những thế mà còn say xe này, xuống để mất công chờ đợi này. Đấy, thế rồi lại vừa phải người nhà áp tải đi nữa, nên đến đây rất là thuận lợi. Cái tinh thần đón tiếp từ ngoài, từ dịch vụ ngoài kia đến phòng khám, thế rồi là vào phòng khám cũng thấy thoải mái. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, chỉ từ đầu tháng 10 năm 2019 đến nay, Bệnh viện Lê Lợi đã triển khai thêm 7 dịch vụ y tế theo yêu cầu, khám bệnh dịch vụ ngay tại các khoa phòng như khoa nội, khoa đông y, phòng khám nhi, phòng điều trị nội trú dịch vụ, kiểm tra vi khuẩn HB bằng cách kiểm tra hơi thở, nội soi dạ dày, tá tràng không đau, xét nghiệm dịch vụ, khám bệnh chất lượng cao, thực hiện kỹ thuật laser trong điều trị các bệnh da liễu. Dù là các dịch vụ chất lượng cao, nhưng giá cả vẫn được Bệnh viện Lê Lợi cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, được Sở Y tế phê duyệt và được công bố công khai. Hiện số bệnh nhân đến thăm khám loại hình dịch vụ tại Bệnh viện Lê Lợi đạt khoảng 150 bệnh nhân một ngày, chiếm gần 20% tổng số bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện. Riêng phòng khám chuyên gia, trung bình mỗi tuần có từ 200 đến 230 bệnh nhân đăng ký khám bệnh. Nhưng hiện tại, bệnh viện mới chỉ đáp ứng khám bệnh cho khoảng 160 bệnh nhân một tuần. Ngoài những lợi ích mang lại cho người dân, việc triển khai các loại hình dịch vụ chất lượng cao còn tạo điều kiện môi trường để cho đội ngũ y bác sĩ được làm việc, học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn trực tiếp với các bác sĩ, chuyên gia y tế ở bệnh viện tuyến trên. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực, trình độ của bản thân, cũng như nâng cao chất lượng của bệnh viện. Các bác sĩ tuyên trên về thì chúng tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi chúng tôi sẽ học hỏi chuyên môn, vì đây là một môi trường tốt nhất cho mình học trong cái điều kiện mà mình đang làm việc. Có thể nói rằng là một cái thực tế nhất cho bác sĩ học mà có những cái điều mà trên giảng đường mình không có thể học được. Xã hội hóa dịch vụ y tế, bệnh viện cũng có thêm nguồn thu để đảm bảo khả năng tự chủ tài chính, qua đó thu hút và giữ chân đội ngũ y bác sĩ. Chủ trương xã hội hóa y tế là một cái chủ trương đúng đắn. Trong cái tình hình mà giống như nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là cái vấn đề tự chủ, được giao quyền tự chủ, thì đây cũng là một cái cơ hội, là một cái thách thức. Nếu mà biết nắm bắt cái cơ hội để có thể phát triển, để có thể thúc đẩy và tăng làm tốt hơn, thì như vậy thì cũng là một cái điều kiện để cho bệnh viện có một cái sự thay đổi, cái sức bật. Thời gian vừa qua thì rất nhiều dịch vụ của bệnh viện đã thành công, đã đem tới một cái số lượng nguồn thu cho bệnh viện, cũng như là tạo cái cơ hội, cái nguồn tài chính cho hoạt động của bệnh viện, cũng như là phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn, mua sắm, sửa chữa hoặc là tăng cái thu nhập của cán bộ công chức viên chức. Phát huy những kết quả đạt được trong xã hội hóa y tế cũng là tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn,
Bệnh viện Lê Lợi đã và đang làm việc với các bệnh viện tuyến trên để tổ chức khám và điều trị chuyên sâu ở các khoa như ung thư, mắt, tai mũi họng.